chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 7, trả lời báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thông tin về một tỷ phú đứng đầu doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh là tin đồn thất thiệt. Theo người phát ngôn Bộ Công an, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin một cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề nghị người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.